hãy sử dụng kỹ thuật của riêng bạn để đưa bạn trở về trạng thái thư giãn của ý thức. Cho phép dịch vụ thiền định này như một công cụ kêu gọi khối lượng tới hạn là 144.000 người trở lên đang tham gia vào quá trình hỗ trợ kích hoạt cổng ánh sáng của hành tinh chúng ta. Bây giờ xin kêu gọi ngọn lửa tím từ nguồn nguyên thủy đến và bao quanh tất cả chúng ta xuyên suốt buổi thiền này.
xin yêu cầu ánh sáng tím xoáy sâu, phá tan các kết cấu năng lượng tiêu cực, không phục vụ cho ánh sáng. Xin mời gọi ánh sáng trắng thuần khiết đi ra từ mặt trời trung tâm của vũ trụ. Hãy sử dụng sức mạnh hình dung của bạn. Ánh sáng trắng đang xuyên qua mặt trời trung tâm của tất cả các thiên hà thuộc hệ vũ trụ này, mở rộng theo mọi hướng. Ánh sáng trắng tiếp tục mở rộng đến mặt trời trung tâm thiên hà của chúng ta. Hệ hành tinh của chúng ta. Bây giờ, ánh sáng trắng đang thấm đẫm hệ mặt trời của chúng ta. Mọi chúng sinh trên hành tinh trái đất đang đón nhận ánh sáng trắng tinh khiết. Ánh sáng trắng đang bước vào không gian từ trường của bạn, tưới mát mọi tế bào trên cơ thể vật lý của bạn. Ánh sáng trắng xin kích hoạt các luân xa sao linh hồn của hàng triệu nhân loại, mang đến cho nhân loại niềm vui và khả năng tham gia vào kích hoạt cổng ánh sáng này.
Bây giờ có rất nhiều người đang cảm thấy được hướng dẫn tham gia thiền định kích hoạt cổng ánh sáng. Hãy cho phép số lượng này nhân lên không ngừng, mở ra cơ hội chữa lành và nâng cấp ánh sáng đến với bất kỳ ai được sự thôi thúc. Dòng thời gian tích cực của hành tinh trái đất đang được ổn định ngay bây giờ. Tất cả mọi người tham gia vào thiền định này đang được bảo vệ và được truyền cảm hứng. Hãy cởi mở và đón nhận ý tưởng này trong niềm tin dành cho con đường mà bạn chọn.
chúc mừng chúng ta chiến thắng của ánh sáng.